Kính thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, vừa qua tại Đại học Hà Nội, Hà Nội Kids đã tổ chức chương trình Những Mảnh Ghép Văn Hóa lần thứ 5 với chủ đề Tò Hè và Hoa Đất. Đây là dịp để các bạn trẻ Việt Nam có cách nhìn sâu hơn về văn hóa cổ truyền của đất nước mình và sự giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc Việt Nam-Nhật Bản. Đây cũng là dịp để các bạn sinh viên được giao lưu văn hóa bằng tiếng Anh, nâng cao khả năng ngoại ngữ của mình. Hà Nội Kids là một câu lạc bộ tình nguyện của sinh viên, được thành lập từ năm 2006 với các hoạt động chính là dẫn tour du lịch miễn phí cho khách nước ngoài đến với Việt Nam, đào tạo về văn hóa, tiếng Anh cho các thành viên, cũng như tổ chức các chương trình từ thiện. Mục tiêu chính của câu lạc bộ là mang đến cho khách du lịch nước ngoài những cái nhìn gần gũi về văn hóa, truyền thống và những danh lam thắng cảnh tươi đẹp, mà còn tạo cơ hội cho giới trẻ Việt Nam khám phá và thể hiện khả năng của mình, góp phần quảng bá cho du lịch Việt Nam. Chương trình Những Mảnh Ghép Văn Hóa ngày hôm nay về Tò Hè và Hoa Đất là một trong những hoạt động mà Hà Nội Kids thực hiện nhằm với cái mục đích là thứ nhất là đóng góp sức mình vào cái dịp kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Tổ chức với cái mục đích là muốn nâng cao cái tầm hiểu biết cho các bạn sinh viên trong Hà Nội và những cái bạn yêu văn hóa trên đại Hà Nội và những người yêu văn hóa từ các vùng khác nữa để cùng đến chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm trao đổi về cái điều văn hóa mới lạ của Việt Nam và thế giới. Khách mời đặc biệt của chương trình là hai nghệ nhân Chu Tiến Công, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Tò Hè và bác Lê Văn Nhường đến từ làng nghề Tò Hè truyền thống ở Hà Nội và một đại diện đến từ Nhật Bản, anh Aki Hakano. Các khách mời đã chia sẻ những thông tin thú vị về hai môn nghệ thuật Tò Hè và Hoa Đất đặc sắc này đến các bạn sinh viên. Đồng thời, các bạn còn có cơ hội thực hành làm Tò Hè. Tò Hè là một loại đồ chơi dân gian của trẻ em Việt Nam có thể ăn được. Ngày nay, nặn tò hè là một nét văn hóa dân gian ở các vùng quê Việt Nam, đặc biệt là Bắc Bộ. Nơi có truyền thống về tò hè là làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây. Theo cách của làng này, thì nguyên liệu chính để làm tò hè là bột gạo và màu tự nhiên. Đã có một thời gian, nghề làm tò hè truyền thống này tưởng chừng như bị mai một do không cạnh tranh nổi với những món đồ chơi nước ngoài. Đặc biệt là đồ chơi Trung Quốc, vừa rẻ, bền đẹp lại đa dạng về mẫu mã, màu sắc. Nhưng với tính độc đáo, mang bản sắc dân tộc, nó ngày càng quan trọng trong cuộc sống, học tập, vui chơi, giải trí và rèn luyện tính thẩm mỹ cho trẻ em. Ngôn ngữ khối trong tò hè giàu tính biểu cảm, tính nhịp điệu, mang nét gợi nhớ. Nó giản dị như ca dao, là tích tụ của trí tuệ nhân dân qua nhiều đời. Tò hè thực sự là món ăn tinh thần rất gần gũi với người dân Việt Nam. Chính vì vậy mà Hà Nội Kids muốn tổ chức chương trình nói về tò hè của Việt Nam để giới trẻ Việt Nam hiểu thêm về những nét văn hóa độc đáo này để có thể giới thiệu cho du khách nước ngoài về thú chơi dân gian đặc sắc này của trẻ em Việt Nam. Với nhiều nét tương đồng như tò hè Việt Nam, hoa đất Nhật Bản với vẻ đẹp tự nhiên, màu sắc tươi tắn, sinh động, không thua gì hoa thật, được làm từ nguyên liệu đất sét tinh của Nhật Bản, có độ bền cao, không bị khô nứt và đặc biệt là bền đẹp theo thời gian. Người nghệ sĩ pha trộn màu sắc, tạo ra kiểu dáng cho từng bông hoa bằng đôi bàn tay khéo léo của mình. Chủng loại hoa rất phong phú, với những mẫu hoa lan độc đáo và các loại hoa miền nhiệt đới. Những đường nét, gân màu và sự pha trộn màu sắc trên cánh hoa thật tinh tế, tạo thành những cánh hoa mềm mại, sống động. Tham dự chương trình này, người tham dự không những được biết thêm về hai sản phẩm văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản, các bạn còn được giao lưu tiếng Anh để phát triển vốn từ vựng về hai loại hình văn hóa này, cũng như giới thiệu cho bạn bè quốc tế về các sản phẩm văn hóa độc đáo này. Mình cảm thấy đây là một chương trình hết sức là bổ ích và có ý nghĩa, bởi vì nó giúp mình tìm hiểu về những nét giá trị tinh thần của người dân Việt Nam, và không chỉ là về người dân Việt Nam mà còn là tìm hiểu những nét văn hóa của nước ngoài và đặc biệt là một đất nước Nhật. Chương trình cũng có tính giáo dục rất là cao, bởi vì bây giờ thì giới trẻ thì quá là sa đà vào game online và các trò chơi hiện đại, thì đôi khi là quên mất những giá trị tinh thần rất là hồn nhiên của dân tộc mình. Chương trình này là một chương trình được tổ chức bằng tiếng Anh ạ, cho nên là nó rất chi là có ích cho việc là bọn em có thể là giao lưu văn hóa với các nước khác. Tiếng Anh là một ngôn ngữ rất chi là phổ biến hiện nay, và nó được, nếu mà sử dụng tiếng Anh thì bọn em có thể đem được những nét đẹp văn hóa của Việt Nam đối với không chỉ là một nước mà với rất chi là nhiều nước bạn bè trên thế giới ạ. Với việc đặt văn hóa Việt trong mối quan hệ tương tác và so sánh với các nền văn hóa nước ngoài, chương trình chính là những trải nghiệm, những mảnh ghép thú vị của cuộc sống thông qua các góc nhìn khác nhau về tò hè Việt Nam và hoa đất Nhật Bản.
Qua chương trình, các bạn trẻ yêu thích văn hóa và các hoạt động xã hội được mở rộng vốn hiểu biết, nâng cao khả năng cảm nhận và làm phong phú hơn đời sống tinh thần. Đồng thời, đây cũng là hoạt động giúp thúc đẩy trao đổi văn hóa và góp phần thắt chặt tình đoàn kết và hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, và cũng là nơi các bạn trẻ có thể đưa ra những ý kiến, quan điểm của mình về các vấn đề có liên quan đến văn hóa. Chương trình tư vấn giáo dục của chúng tôi ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.